Hello. Hello bạn. Nãy giờ anh em mình gặp nhau quá rồi. Ui cha. Bầu trời kia rộng lắm như hôm nay em ôm vào lòng. Liệu anh có cảm thấy thấy giống như em không? Có đi tắm biển không? You watch anime? I bet you watch hentai. I do. You are supposed to say no. I do though. Cô nàng anime à? Better get that money. Ây cha, thì bạn có anh em nào giống tôi là khoái mâm với đùi không? Á, à, nhìn này bạn mày xinh thật á. Mày chặt án dữ ta. Mình cảm ơn Trung nha. Được luôn hả? Y bảo nghe bài con mồi kìa lia. Con không biết nha. Đào Lê Phương Hoa ơi, cái này đang có sự kiện gì hả anh em? Chứ tôi hồi nãy thấy có bé kia cũng nhảy vậy mà ở Hà Nội đúng không? Bé này ở Hải Dương. Sự kiện à? Như tay luôn á, tay hết á. Con like hả? Bé này like à, xinh quá à. Baby cho anh ôm một cái, nếu không thích thì có thể trả lại. Baby cho anh ôm một cái, nếu không thích thì có thể trả lại. Mẹ ơi, xinh dữ vậy trời. Anh sẽ xem xét coi thái độ của anh như thế nào, rồi em sẽ đồng ý cưới anh. They said Doja hit so sticky, I said thank you very much. Bent the whole world over and says thank you very much. They said mày thank you very much. Bent the whole world over and says thank you very much. Anh cảm ơn Khánh Lưu nha. Đợi anh tí Khánh Lưu ơi. Xinh quá. Để anh trong một follow liền. Cái này là người ta gọi là biết hưởng thức vẻ đẹp á anh em biết không? Tặng cho một follow. Bé này xinh quá. Trời ơi. Cảm ơn Trung nha. Baby cho anh biết một cái, nếu không thích thì mình nhớ. Sao mà xinh dữ vậy trời. Yeah.
mẹ. Có đi đến có clip gì tắm biển không? À có mấy clip mà hết luôn rồi. Mấy thanh niên này mà có thể ngồi uống nước được luôn hả? Nếu mà là tôi đó, vậy mình tôi bỏ ly nước liền luôn. Tôi bỏ ly nước liền. Má, xinh thật á. Bé Sương Mai à. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. À. Xinh quá. Chị chia sẻ em cách trắng da với chị. Trời ơi, cái này là em phải dùng kem rồi em ơi. Đâu, để tôi xem à. Của người em Khánh Lương rồi. Má bạn bé này xinh quá à. Nhan sắc đỉnh luôn á. Có Instagram hả? Nhưng mà Instagram này copy sao ta? Xoẹt, Xuân Mai. Xuân Mai nào mới đúng trời. Ui, Xuân Mai này cũng xinh quá vậy. Mai nào cũng xinh hết đó chứ. Thất vọng, buồn thay cho Trúc Trang. Em có anh Quốc Hộ, ý em nói xinh. Bé này xinh dữ vậy nhưng mà cũng là... Đối với em thì trong mắt em Trúc Trang vẫn là đẹp nhất mà anh Hùng. Ý là cái vẻ đẹp đó, đối với em là có thể là xinh nhất thôi. Nói với em Trúc Trang vẫn là đỉnh. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Bé Mai nào vậy ta? Sao bé nào tên Mai cũng dễ thương vậy hả trời? Ây cha. Mẹ mày gái Thái à. Nói thật lòng Xuân Mai hay Trúc Trang? Dạ Trúc Trang anh Hùng ơi. Câu trả lời cuối cùng của em là Trang. Chỉ có Trang và Trang. Thái Lan đó anh em ơi. Sao anh đi khám? Xin nhờ. Ủa lộn sinh sao bằng giang bi của anh? Em khen thì em khen đi, em cứ đá vô miệng anh không à. Chết mẹ anh riết ơi. Má đẹp quá. Có clip không ta? Ồ, không có tiếng hả? Mẹ mình được cái quả clip thì lại không có tiếng nữa vậy. Chúc Mai hay Xuân Trang. Không có anh Hùng nha, anh Hùng hỏi câu này giống như là lại thêm một con người khác nữa đó. Chết em anh Hùng ơi. Trang, Trang Bành, bé Bành của em. Vậy Instagram hồi nãy là em tôi. Đây, nãy anh em hỏi là bé này á hả? Bé này là em họ tôi ở bên nước ngoài đấy. Con bé mà đợt về Việt Nam tôi dẫn nó đi công viên chơi nè. Chú cha này lớn quá trời. Kiểu này tôi phải gả, tôi phải là tuyển em họ quá à. Mới 14 tuổi như giờ ai chịu nuôi 4 năm nữa nè. Ai muốn nuôi thêm 4 năm nữa. Hay lịch sử tìm gái hơi nhiều rồi nha. Trịnh Ngọc Anh Tuấn một lần nữa để chị thấy là Trịnh Ngọc Anh Tuấn hiểu nha. Mày coi chừng bảy bành nó cạo đầu mày nha mày. Em cảm ơn chị Nhi nha chị Nhi. Em vào em mở cho anh em chửi anh em ngắm thôi mà. Chứ em có thích gì chăm ba cái này đâu chị. Em tìm được Xuân Mai này. Mà Nhi cái gì mà lộn. Bị lẹ miệng bé Mai này ít chụp hình quá. Đẹp thật luôn á. Quả này thì tôi đi biển giống như tôi nhốt giống bé Len luôn. Đi biển với tôi một cái là tôi nhốt như thằng bé Len nhốt bé Vi hồi trước luôn á chứ. Nhốt không cho đi ra đường. Mà giờ là tôi trách nhầm bé Len rồi anh em ơi. Nhiều khi kiểu lúc đó trong mắt bé Len là kiểu nó nhìn bé Vi á thì giống như tôi nhìn bé Mai vậy đó. Các bạn đọc trong bước em nha. Clear, nhà em không giàu nhưng có một lô đất 5.000m2 ở Củ Chi. Mặc dù em sinh năm 1990 nhưng cũng sẵn sàng gọi anh là anh. Tổng đỏ hết đọc trong bước em ơi. Trời ơi, ổng hơn tôi tới 6 tuổi. Xinh quá à. Không biết có người yêu chứ, không mà đẹp vậy chắc là có người yêu mẹ rồi. Cái gì vậy? Nhìn sợ. Cái là má nhìn sợ đi. Tôi mà làm cái bên chắc cũng đắp kìa. Anh giật mình. Cái là má. Con này mà. Cái ông này má mày tưởng mang quả. Đang đứng mang quả cho người.
Nhầy vãi lộn luôn á. Nó làm gì vậy? Ôi ôi, cái quả này coi chừng nó bể bong bóng ấy chứ. Ây cha, mấy quả bơm chất lượng dữ vậy. Ôi, cái gì vậy? Giống giả quá à, mà như hai cái tô ụp lên á. Giả đúng không? Thì mẹ nó không biết hàng giả em ơi. Nhìn giả, giả chân à. Anh muốn xem cái nào real real một tí. Đây, mẹ nhìn bà này bà giả chân luôn á. Giả đúng không? Biết ngay mà tôi nhìn phát tôi biết. Không, cái này là real anh em. Cái này là real nè. Kiểu nó gớt xuống là real. Cái này là real. Chắc chắn với anh em là real luôn. Real. Chắc chắn là real. Hàng này má mày thành mùi nhựa không?